Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề xuất cơ chế chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá thấp áp dụng cho thành phố. Theo đề xuất này thì Sài Gòn có thể làm nhà gồm 20 m² sàn và 10 m² gác lửng, giá 200 triệu đồng một căn. Các khu vực đã sẵn hạ tầng giao thông, tiện ích cơ bản và có tiềm năng cho loại nhà giá rẻ này là quỹ đất dồi dào ở khu công nghiệp, khu chế xuất, các đô thị mới và những nông trường thuộc ngoại ô Sài Gòn. Cụ thể, khu chế xuất Linh Trung 1-2-3 là 326 ha, khu công nghệ cao là 913 ha, nhất là trong quy hoạch phát triển giai đoạn 2. Công viên phần mềm Quang Trung là 43 ha, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là 647 ha, trong đó có khoảng 2/3 diện tích thuộc Bình Dương, đều có thể quy hoạch được quỹ đất làm loại nhà 200 triệu đồng một căn. Riêng khu đô thị công nghiệp Cảng Biển Hiệp Phước là 3.600 ha, có điều kiện thuận lợi về quỹ đất, nhưng do nền đất yếu lại chưa phát triển đầy đủ hệ thống hạ tầng dịch vụ nên chi phí đầu tư loại nhà này sẽ cao hơn. Khu chế xuất Tân Thuận là 320 ha cũng đã điều chỉnh quy hoạch và đã giao cho công ty Sadeco và các doanh nghiệp FDI phát triển dự án nhà ở xã hội, phục vụ công nhân, lao động của khu chế xuất và của doanh nghiệp FDI. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá với quỹ đất công dồi dào nêu trên, Thành phố Hồ Chí Minh có thể làm được khoảng 10.000 căn hộ nhà ở xã hội 30 m² có giá bán khoảng trên dưới 200 triệu đồng trên một căn, nhưng sẽ chỉ có khoảng 10.000 người mua được loại nhà này, chiếm khoảng 1% người có nhu cầu. Trong trường hợp xây nhà ở xã hội có diện tích lớn hơn, rộng khoảng là từ 30 đến 77 m², thành phố vẫn có thể triển khai những nông trường sẽ có giá bán khoảng là 250 đến 800 triệu đồng một căn. Cụ thể là quỹ đất các nông trường Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Phạm Văn Cội, nông trường Bò Sữa, huyện Củ Chi do Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn quản lý, nông trường Láng Le do Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh quản lý đã có tổng diện tích khoảng 6.000 ha, cũng phù hợp làm nhà cho người thu nhập thấp. Ngoài ra còn có quỹ đất các nông trường ở huyện Cần Giờ và một số khu đất được quy hoạch đất dự trữ của thành phố đều có thể xem xét điều chỉnh quy hoạch để dành một phần quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. Đối với nhà ở thương mại giá rẻ thì Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng vẫn có thể quy hoạch thành những khu vực phát triển dòng sản phẩm này. Tại phía đông Sài Gòn, các quận 9, Thủ Đức và một số khu vực thuộc quận 2 có thể thu xếp một phần quỹ đất phát triển nhà ở thương mại giá rẻ. Tương tự khu Tây bao gồm quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, khu Nam gồm huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh và một số khu vực thuộc quận 7, quận 8 cũng có thể phát triển loại nhà thương mại giá vừa túi tiền. Riêng khu Tây Bắc thành phố, các quận 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi và một số khu vực thuộc quận Gò Vấp là những địa bàn có thể triển khai loại sản phẩm nhà ở bình dân này. Tuy nhiên, để làm được nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ ở ngoại ô đô thị, theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh cần phải được đầu tư bổ sung rất lớn về hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trước tiên là đầu tư đường giao thông, xe điện ngầm, xe buýt. Kế đến là đầu tư hệ thống hạ tầng xã hội như là trường học, nhà trẻ, mẫu giáo, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, dịch vụ. Một khi phát triển các khu công nghiệp, tạo được công ăn việc làm và hạ tầng xã hội cho người lao động, thì nhà xã hội, nhà thương mại giá rẻ mới có nền tảng vững chắc phát triển ở các quỹ đất ở dạng tiềm năng này.